7 nhóm cơ chế chính sách với hơn 40 cơ chế chính sách cụ thể được quy định tại nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh của Quốc hội khóa 15. Nhóm 1. Quản lý đầu tư quy định tại điều 4 của nghị quyết. Hội đồng nhân dân thành phố quyết định bố trí vốn đầu tư công để thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm. Thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng TOD. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Thành phố được áp dụng đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực thể thao và văn hóa. Thành phố được áp dụng loại hợp đồng BOT đối với dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu phù hợp theo quy hoạch được phê duyệt. Đối với loại đường phố chính đô thị, đường trên cao, thành phố được áp dụng loại hợp đồng BT. Nhóm 2, tài chính ngân sách nhà nước quy định tại điều 5 của nghị quyết. Hội đồng nhân dân thành phố quyết định phí lệ phí chưa được quy định trong danh mục phí lệ phí ban hành kèm theo luật phí và lệ phí, trừ án phí lệ phí tòa án và các loại phí thuộc nguồn thu của ngân sách trung ương. Ngân sách thành phố được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí lệ phí. Hội đồng nhân dân thành phố được quyết định sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố, cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách và chi thu nhập tăng thêm. Thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của chính phủ vay về cho thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 120% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp. Dự toán chi ngân sách của Ủy ban nhân dân quận thuộc thành phố được bố trí khoản chi phân bổ từ 2% đến 4% tổng chi ngân sách quận để thực hiện chi phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh. Hội đồng nhân dân thành phố quyết định việc sử dụng ngân sách thành phố để thực hiện dự án công trình giao thông đường bộ có tính chất vùng, liên vùng nằm trên ranh giới địa giới hành chính giữa thành phố và địa phương khác, các dự án quốc lộ cao tốc đi qua địa bàn thành phố. Công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh HFIC là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước, thực hiện chức năng quỹ đầu tư phát triển địa phương. Thành phố quyết định việc thu tiền duy tu tái tạo cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất từ các doanh nghiệp trong khu và chỉ dùng cho mục đích nâng cao tiện ích cho doanh nghiệp và người lao động, không vì mục tiêu lợi nhuận. Được thí điểm cơ chế tài chính thực hiện biện pháp giảm phát thải khí nhà kính theo các cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon. Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc sử dụng các mái nhà của các trụ sở cơ quan là tài sản công trên địa bàn để lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Nhóm 3. Quản lý đô thị và tài nguyên môi trường quy định tại điều 6 của nghị quyết. Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500 hecta. Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch bố trí quỹ đất nhà ở xã hội trong phạm vi dự án nhà ở thương mại hoặc phê duyệt quy hoạch bố trí quỹ đất nhà ở xã hội ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án nhà ở thương mại đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất. Việc bồi thường về đất được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Thành phố được quyết định việc cho phép các tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất có thu tiền thuê đất hàng năm mà tiền thuê đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì có quyền thế chấp, chuyển nhượng hoặc cho thuê quyền thuê. Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện thu hồi đất đối với các diện tích đất thuộc quỹ đất do nhà nước quản lý thuộc trường hợp sắp xếp lại xử lý tài sản công đã được xác định tại hợp đồng BT. Ủy ban nhân dân thành phố quyết định và thực hiện thủ tục đầu tư, thủ tục quy hoạch xây dựng và thủ tục giao đất cho thuê đất theo quy định căn cứ hợp đồng BT đã ký kết. Đối với diện tích đất hình thành sau khi thực hiện lấn biển, thành phố thực hiện thủ tục về giao đất cho thuê đất theo quy định. Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với các công trình công cộng bao gồm nhà, sân bãi để xe, nhà vệ sinh công cộng trên đất do nhà nước quản lý. Nhà đầu tư đang thực hiện dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt tự nguyện chuyển đổi toàn bộ công nghệ của dự án sang xử lý chất thải rắn sinh hoạt có thu hồi năng lượng được Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định bổ sung khối lượng chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đặt hàng. Hội đồng nhân dân thành phố ban hành chính sách khuyến khích hỗ trợ ưu đãi đối với các cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, đầu tư phát triển phương tiện giao thông công cộng kết hợp lộ trình hạn chế phương tiện giao thông cá nhân để hạn chế ùn tắc giao thông. Nhóm 4. Ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố quy định tại điều 7 của nghị quyết. Xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D, đầu tư nghiên cứu và hỗ trợ chuyển giao công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, năng lượng sạch, có quy mô vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên. Đầu tư dự án trong lĩnh vực công nghiệp mạch tích hợp bán dẫn, công nghệ thiết kế, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp IC, điện tử linh hoạt PE, chip, pin công nghệ mới, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên.
đầu tư dự án xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ theo quy hoạch có quy mô vốn đầu tư từ 50.000 tỷ đồng trở lên. Nhóm 5. Quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, quy định tại Điều 7 của nghị quyết. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 5 năm từ thời điểm phát sinh thuế thu nhập phải nộp, miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp của các cá nhân, tổ chức có khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, làm việc tại doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm đối với thu nhập từ lương, tiền công. Hội đồng nhân dân thành phố ưu tiên làm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các đối tượng, tiêu chí, lĩnh vực thử nghiệm giải pháp công nghệ mới. Hội đồng nhân dân thành phố quy định tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập được xác định trên cơ sở trình độ, năng lực và yêu cầu công việc, thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện được hưởng ưu đãi. Nhóm 6, tổ chức bộ máy chính quyền của thành phố quy định tại điều 8 của nghị quyết. Hội đồng nhân dân thành phố thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân huyện thuộc thành phố không quá 3 phó chủ tịch. Đối với phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên thì Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn có không quá 3 phó chủ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ quyền hạn của mình trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể. Hội đồng nhân dân thành phố có thẩm quyền quyết định cơ cấu số lượng cán bộ công chức tại các xã, phường, thị trấn, quyết định số lượng, chức danh, chế độ chính sách của người hoạt động không chuyên trách tại các xã, phường, thị trấn. Quyết định bố trí ngân sách thành phố để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, người lao động thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù và một số cơ quan trung ương trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố có thẩm quyền quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định chuyển một số chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật thuộc chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố cho các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Ban quản lý khu công nghệ cao thành phố, ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố được thẩm định, phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 trong phạm vi khu được giao quản lý, thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố. Nhóm 7. Tổ chức bộ máy chính quyền của thành phố Thủ Đức quy định tại điều 9 của nghị quyết. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và ký kết các hợp đồng dự án đối với các dự án nhóm B, nhóm C đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Hội đồng nhân dân thành phố quyết định tổ chức bộ máy, số lượng và chức năng nhiệm vụ các phòng ban chuyên môn đơn vị trực thuộc thành phố Thủ Đức. Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định thành lập, quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra xây dựng và Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức quyết định thành lập ban đô thị thuộc Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức. Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức có không quá 2 phó chủ tịch và có không quá 8 đại biểu hoạt động chuyên trách. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức không có quá 4 phó chủ tịch.